Thưa quý vị, trước tình trạng đoạn đê sông Lô tại xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang bị vỡ, chiều dài khoảng 10 mét. Trong khi đó, tình hình mưa lũ ở khu vực Bắc Bộ vẫn có những diễn biến hết sức phức tạp. Phóng viên Truyền hình Nhân dân đã có cuộc phỏng vấn đại diện Cục Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để nắm bắt kịp thời về tình hình thực trạng các tuyến đê hiện nay. Do mực nước lũ trên sông Lô dâng cao, gây áp lực lên hệ thống đê. Đê sông Lô, tuyến đê cấp 5, đoạn tại xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang bị vỡ khoảng 10 mét. Ngay trong đêm, các lực lượng trên địa bàn đã nỗ lực ứng phó và thực hiện công tác di rời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, điều này không khỏi khiến nhiều người lo lắng về các tuyến đê tại miền Bắc, nhất là khi tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp. Thời điểm này thì các tuyến đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt vẫn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên là không được chủ quan lơ là, phải hết sức tập trung, không được mất cảnh giác. Còn đối với lại các cái tuyến đê cấp 4, cấp 5, các tuyến đê bối, đê bao hoặc các tuyến đê nhỏ lẻ mà thường là các địa phương trực tiếp quản lý thì cũng đã xảy ra các cái sự cố. Như các tuyến đê bối thì nhiều tuyến đê bối thường là ở mức thấp, cho nên là với mức lũ này thì đương nhiên là phải tràn. Còn tại Hà Nội, mực nước sông Hồng tính đến 9 giờ sáng nay đã trên mức báo động 2 là 0,5 m. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã lên các phương án an toàn nhất để bảo vệ cho hệ thống đê này. Riêng đối với các cái cống qua đê thì theo quy trình vận hành thì khi có lũ lớn như này thì tất cả các cống đều đã đóng để đảm bảo an toàn chống lũ. Tuy nhiên đối với lại một số cái hệ thống công trình mà bơm cưỡng bức động lực để đổ ra sông để tiêu thoát cho Hà Nội và các vùng lân cận sẽ làm gia tăng thêm cái áp lực ra hệ thống sông. Tuy nhiên cái mà lượng nước bơm tiêu qua cái hệ thống này thì so với cái tổng lượng lũ mà ở thượng nguồn đổ về thì nó không quá lớn. Đấy, và chúng ta cũng phải tính toán để có cái giải pháp mà nó hài hòa, vừa đảm bảo tiêu thoát chống ngập úng đô thị nhưng cũng không làm gia tăng quá lớn lên áp lực lên các hệ thống đê. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cũng đề nghị chính quyền các địa phương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc, thiết bị để hộ đê, kịp thời xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khuyến cáo người dân phải bình tĩnh, không hoang mang trước những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.